Rồi như vậy chúng ta đang không bằng. Khẩn trương nha, đội nghi lễ chúng ta đang không bằng. Nhanh đi. Đi em chỉ qua bên kia đi. Mình về mà bên đây. Còn thể với em tập trên về buổi lễ khai giảng năm học 2023 2024 của trường Trung học cơ sở Phú Tài. Cùng với bao kỷ niệm thân thương để đến với ngôi trường mới, ngôi trường Trung học cơ sở Bắc Tài trong năm học 2023-2024. Ngôi trường mới, thầy cô bạn bè mới, ước mơ của mới và lớn dần lên. Các em đừng một ngày mở mở, hỏi chính ở đây là tổ ấm của các em. Nơi đây chấp cánh giữa cô hài bảo ngày mai, cây trong cây, niềm tin yêu và hy vọng của ngôi trường mới của các em nhé. Xin được gửi tới các em tình yêu thương và niềm hy vọng. Tập thể học sinh lớp khối 6, năm học 2023-2024 được chia làm 4 lớp. Mời 4 giáo viên chủ nhiệm, cô Nguyễn Thị Lệ Hiền, chủ nhiệm số 1, cô Nguyễn Thị Hiền Bách, chủ nhiệm số 2, cô Hồ Thị Thu Hiên Hương, chủ nhiệm số 3 và cô Nguyễn Thị Trang, chủ nhiệm số 4 lên đón nhận và dìu dắt các em trong nhân vật này. Đạo diễn. Tiếp theo là lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô đứng lên để làm lễ chào cờ. Cùng toàn thể các em học sinh thân mến, ngày Tết độc lập lần thứ 78 của nước Việt Nam đã về. Hòa với cùng niềm vui ấy của cả dân tộc là niềm hạnh phúc của triệu các thế hệ giáo viên học sinh trong cả nước cùng nhau bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Đức Bền, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo phụ cấp.